Suma đó là giờ xe có OTA있어요? À, tựa đề của bài này nói là gì đây? Giờ xe. Giờ xe là gì ạ? Cái chìa khóa đúng không? Cái chìa khóa tôi OTA있어요? Nằm ở đâu? Ok. Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ không các bạn? Ủa sao không nghe ai nói gì hết vậy? Alo, nghe rõ không? Nghe rõ, Nghe rõ hen. Rồi. Bây giờ các bạn có thể đọc lại và giải thích nghĩa này lại em Trang được không? Đầu tiên, phòng khách là gì ạ? Phòng khách. Phòng khách là gì? Tiếng Hàn là gì? Cơ là xe. xe À, con cơ xe. xe Vậy cơ thì người chồng là gì ạ? Người chồng. người chồng người Người chồng là nam phion. nam phiền Đúng rồi. Người nam vợ. Vợ là gì anh đây? nè À nè, đúng rồi. Vậy thì hai vợ chồng mình sẽ gọi là bu bu mô phu phu vu. bu bu Vậy bu thì cái bu này gọi là cái gì các bạn nhỉ? yon sui Giỡn xe. Rồi, đây là cái gì đây? Cái túi là cái gì đây? yon sui Cái túi. Chúng thích cha Chumoni. Chưa thuộc từ vựng nha. chu Chumoni. Đọc lại. Chumoni. môn Đúng rồi. chu Chu môn thì đi các bạn thấy là anh ấy đang tìm. Vậy là tìm động từ là gì đây? Động từ tìm, tìm kiếm. Là cái gì? Gì? Chata. ta Chata. Chata. Chata요. hết Nè. Rồi, các bạn. Các bạn. chat chat Thakcha. Thakcha. Ok. chat À, lần trước mình học trên dưới, bên phải bên trái rồi. Bây giờ các bạn có thể nói lại giùm Trang không? Bên phải là gì đây? orange chop Bên orange chop. orange chop Rồi, bên trái là green window. Trên. chop Rồi, dưới. are Are. Ok. Are Rồi, xin mời hai bạn đọc cho Trang phần này nha. Mời bạn Vân và bạn Lê Trần. Mỗi người một vai. chị Rồi. hả? Ừ. Dân hồ. Giờ vô xuê dọn Đúng xe ca o ani rồi. OT. ani ani ati e Isayo. ati sao Ờ, rồi bạn Lê Trần. ba nghe ít tay Rồi tiếp. không để ta Rồi tiếp. bàn ani 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 ép sao Ừ, thằng 어디에 있어요? 방 한, 어디에 있어요? 한 아니요 있어요 어디에 đọc lại 어디에 아티에 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 있어요 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 가짜 네 있어요 đúng rồi tháp trao gì ấy있어요 nội dung nói gì đây các bạn giờ bồ giờ xe ca ổ tia있어요 là gì đây bà xã chìa khóa chìa khóa ở ở đâu đâu thằng nghe있어요 là gì đây trong phòng trong phòng thằng ổ tia있어요 phòng ở đâu phòng nhưng mà ở đâu phòng ở đâu thằng ổ tia있어요 thắt cho gì 있어요 ở trên 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 tầng thằng trên nghe chỗ này á thằng thằng có nghĩa là lặp lại cái từ đó trong phòng nhưng mà nằm ở đâu ý là nó cái chìa khóa chứ phải là nó cái phòng ở đâu nha ý là nó cái chìa khóa nó nằm ở đâu trong phòng là bạn tầng bạn vợ mới nói là nằm trên bàn rồi ổ ti nè giờ ghi nên ổ ti ẻo giờ ghi ổ ti ẻo chip phòng quần shitang 학교
Ở đây là ở đâu ạ? Ở đây là ở đâu này? Chip là nhà. Pyeongwon là bệnh viện. Sitang là quán ăn. Hakgyo là trường học. Vậy thì nội dung này mình đang nói ở đâu ạ? Là nhà. Vậy là mình chọn câu số mấy? Câu số 1 nha. Chip. 열쇠가 어디에 있어요? 열쇠가 어디에 있어요? 집에 왔어요. 집에 있어요. 탁자 위에 있어요. 왜 câu số mấy đây ạ? 특자 위. 왜 câu 3 là câu trả lời đúng nha. Ok. 특자 위. Bây giờ Trang sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp e. E. E này nó đứng sau danh từ. Và danh từ đó là chỉ gì đây ạ? Địa điểm. Ha, địa điểm hoặc là thời gian. Nhưng mà trong cái tình huống này á, người ta đang chỉ địa điểm nha. Vị trí, địa điểm. Ví dụ, 가방이 어디에 있어요? 가방이 어디에 있어요? người ta hỏi gì đây ạ? Cái túi xách nó nằm ở ở đâu? 방에 있어요. Vậy thì nó nằm ở trong trong phòng. 방에 있어요. Chỉ vị trí đúng rồi hen. Rồi, bây giờ các bạn làm cho Trang câu này nha. Không câu này. Computer가 어디에 있어요? 뭐 이거 안에 아니에요. 있어요. 어디에? 컴퓨터 위 Ở đâu? Mình ghi trên cái địa điểm bàn trước. Địa điểm là thác gì đây? Thác cho cao chiếc vị xăng, chiếc xăng. chiếc sân Chiếc xăng. chiếc sân위에 있어요 Đúng rồi. chiếc sân Vì computer 예. 찌 sân 위에 있어요. Isso Computer가 chiếc xăng 위에 있어요. Rồi tiếp theo. 자동차가 어디에 있어요? Chỗ này mình gọi là bãi đổ xe chu cha chẳng. Bãi đậu xe. chu 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 cha sao Chu cha chẳng. chu cha Ở gì nữa đây ạ? Chu cha chẳng ấy. Người ta hỏi chiếc xe du lịch này nó nằm ở đâu thì bây giờ các bạn trả lời như thế nào? Chu cha chu chẳng. cha nè Ế. em sao Isayo, đúng rồi. Isayo. Nó nằm ở trên bãi đậu xe. Rồi, tiếp theo nha. Su gòn đây có nghĩa là gì đây? Su gòn. Su gòn. Su gòn là gì là nè? Là cái khăn khăn tắm tắm. Người ta hỏi gì đây khăn ạ? tắm ở đâu Khăn tắm ở đâu? Vậy mình đọc như thế nào? Su gòn이 어디에 cô 있어요? cô con đi 어디에 있어요? Nó nằm ở đâu các bạn nhỉ? Nhà vệ sinh là gì đây? vệ hóa sinh sinh Hoa hóa trang hóa trang sinh xịt. Hoa trang xịt. e hóa E. trang e em sao Isayo. Đúng rồi. Hoa trang xịt đấy. Isayo. Rồi. Sajangnimi 어디에 계세요? 계세요 là từ tôn kính của Isayo. Nha. Isa. Isayo. ông đang ở đâu Sajangnim có nghĩa là giám đốc nha các bạn. Giám giám đốc đang đốc ở đâu? Trong xe du lịch. Xe du lịch là gì đây ạ? cha cha Sao sao nghĩ mi cha tôn cha à, chân niêm đi trong trong là gì các bạn? Anh cha anh anh đi anh ít nhé. rồi ít Isayo. Lại rồi nha. Sao chân nghĩ mi ổ tiê kề xéo. Dạ các bạn trả lời đi. cha chân tông niêm cha anh ấy ít rồi Đúng rồi, cha tông cha anh ấy Isayo. Câu số 5. cha 부모님이 어디에 계세요? Đây là dạng lý trường thành nó nằm chỗ nào các bạn nhỉ? Ở nước nào đây? Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc, đúng rồi, Trung Quốc. 부모님이 어디에 있어요? 계세요? Bố mẹ đang ở đâu? Bố mẹ ở đâu? Nói là đang ở Trung Quốc. Nói là ở Trung Quốc nói sao đây ạ? Trung Trung Quốc Quốc ấy ít kế. rồi. Chú e ít rồi. Kế sao?
Tại vì bố mẹ là người lớn hơn chúng ta, cho nên chúng ta sẽ dùng động từ tôn kính. Tôn kính của kề xe yếu đó là Israel. Ờ, kề xe yếu là từ tôn kính của Israel. Kề xe yếu. Kề xe yếu. Ita. Từ tôn kính của Ita đó là kề xì tà. Kề xì tà. Nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ các bạn đọc lại cho Trang mỗi người một câu. Xin mời bạn Cường Phạm đọc lại cho Trang câu 1 nha. Vâng, xin lỗi, xin chào cô giáo và mọi người. Nãy mọi người đang học, bây giờ em mới đi làm vậy ạ? Dạ. Câu mấy hả cô? Anh xem lại và anh nói lại cái hình số 1 giùm em ha. Dạ, dạ. Chào. Computer가 어디에 있어요? 책상 위에 있어요. 응, 맞아. 그 số 2, 쓴 말 bạn Hương. 주 Thầy Phạm. 주권이 주권이 동자가 있어요. 응. 주차장이 있어요. 응, 맞아. 그 số 3, 쓴 말 bạn Lê Trần. 주차장이 있어요. 화장실에 있어요. 자, 거 số 4 mời bạn Vân. 사장님이 어디에 계세요? Mình khi mình hỏi mình phải lên giọng. Cô. Dạ, câu số 5 hả cô? Dạ. 부모님이 어디에 계세요? 베트남에 계세요. 베트남에 계세요. Hoặc là đây là dạng Lý Trường Thành là Trung Quốc thì Trung Quốc là gì? Trung Quốc. Dạ. 중국에 계세요. 중국에 계세요. 계세요. Đó là cái phần viết thôi. Bạn nào có sách thì bạn viết cho sách nha. Rồi bây giờ chúng ta qua vị trí viết nha. Bạn này đứng sau bạn này. Thì phía sau mình gọi là gì đây ạ? Chì. Chì. Rồi ở giữa là gì? Ca un đề. Ca un đề. Ca un đề. Phía trước là gì ạ? Ca un đề. Ập. Ập. Rồi bên trong. Bên trong là anh. Trong anh. Anh bên ngoài phạt 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 trên vì phía dưới à về ở giữa đây đứng ở giữa một cái vật nào đó hoặc là ở giữa người nào đó thì là say a quá thì say ở giữa a và b. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại nha. Ở phía sau là gì các bạn? Sau. Vì. Giữa. Vì. Giữa. Ca un tê. Trước. Ca un tê. Trước. Ập. Ập. Bên trong. An. An. Bên ngoài. Ập. Ập. Trên. Vì. Trước. Vì. Vì. A, D. Nhưng mà cái từ đồng nghĩa với AD đó là từ gì các bạn biết không? Mid. Mid. Mid cũng là phía dưới luôn. Rồi. Ở giữa ai đó? Tai. Tai. Rồi, thơm kurime. Bạn nên có sứ sứ dèo. Đây, bây giờ các bạn xem cái cặp này nó nằm chất xăng trên hay dưới đây? Chất xăng. Trên. Trên. Vì. Vì, đúng rồi. Có hai. Chô xin anh. Anh. Đúng rồi. Anh. Cô này trong đang ngồi trong phòng học
chắc sang anh are 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 kyo sil kyo sil pak 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 học sinh từ sai 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 đúng rồi nhé. 다 대화를 완성하세요. À, bây giờ các bạn nhìn vào hình và các bạn hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau đây. Câu ví dụ, 강아지가 어디에 있어요? Con chó này nó nằm ở đâu? Con chó con nè. 의자 아래에 있어요. 의자 nè. 아래 là phía dưới nè. 있어요. Nó nằm ở dưới cái ghế. Tiếp theo câu số 1. 책이 어디에 있어요? 있어요. Cái này gọi là gì đây? 가방. 가방. Thì người hỏi 책이 어디에 있어요? Sách nằm ở đâu? 가방. 가방 안에 있어요. 네, 가방 안에 있어요. 가방 안에 있어요. Câu 2. Đây là cái lời ha. 커피 어디에 있어요? 약 상자에 있어요. Đây mình gọi là thắt cha đi ha. Đây không phải là các bạn học thắt cha. Thắt cha gì đây? Wie. 있어요. thắt cha wie 있어요. Rồi, Minsu 씨가 어디에 있어요? 있어요. Hỏi Minsu đang đứng ở đâu? Đang ở đâu? Nói làm sao đây? Trước phải không? Bạn này Minsu. Minsu là nữ, nam hay nữ ta? Cho bạn này đi. Minsu ka odie isseo? Cho bạn này là Minsu. Minsu. Minsu là nam hay nữ các bạn nhỉ? Minsu nữ. Nữ hay nam ta? Thôi giờ mình nói là giờ mình gọi bạn này là dơ cha đi ha. Dơ cha. Còn bạn này gọi là nam cha đi. Rồi. Nam cha ga odie isseo? Rồi. Nam cha ga wie isseo. Phía sau ai đây? Đứng phía sau ai? Issa. Dơ cha. Dơ cha. Thiê. Dơ cha. Rồi bây giờ mình hỏi nam dơ cha nha. Dơ cha có ổ thiê sợ. Nam cha. Nam cha. Nam cha. Nam cha. Đứng phía trước. Nam cha. Ape. Sợ. Sợ. Đúng rồi. Halabochi có ổ thiê kê sợ. Halabochi có ổ thiê kê sợ. Nói là ở ngoài cái nhà. Đây là cái nhà nữa ha. Park. Chip. Chip park. Park kế. Chip. Park kế. Nói gì nữa đây? Park kế kế sèo. Kế sèo, đúng rồi. Harabashi ga chip park kế kế sèo. Kế. Kế kế sèo. Bây giờ các bạn lắng nghe nhé. 잘 듣고 질문에 답하세요. Bây giờ là mình sẽ đọc cho các bạn nha. Thực kỳ. Phần 3. Là hai nhân vật. Một là Maria. Một người tên là Maria. 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 Và một người tên là Jessica. Đây đây, đây nè. Jessica với lại Maria. Bây giờ Jessica nó trước nha. Bạn Jessica nói là Maria 씨 집이 어디에 있어요? Câu này nói gì các bạn nhỉ? 집이 어디에 있어요? Nói gì vậy? 있어요. Các bạn dịch nha. Maria 씨 집이 어디에 있어요? Nói gì? Maria 씨 Maria say nhà bạn ở đâu đúng không ạ? Chibi odie isseo nhà bạn ở đâu? Thì bây giờ bạn này mới nói là bạn này nói là Seoul imhen ape isseo.
서울 은행 앞에 있어요. 은행 뭐냐? 은행. 서울 아, 서울. 서울 은행 앞에. 앞에 là đâu đây? 네, 앞 bên cạnh ngân hàng,앞에. Ập là trước. Trước các bạn trước nhé. ngân hàng. Ập ập là trước nha. Ở trước ngân hàng. Seoul 은행 앞에 있어요. 제시카 씨 집은 어디에 있어요? 뭐 이제 막내 뭐 hỏi lại 제시카 씨는 제시카 씨 제시, 집은 어디에 있어요? 이제 막내 뭐 trả 제시카, lời là Seoul 마트 세운 마트 근처에 네, 있어요. 제시카 씨 집이 어디에 있어요? Rồi, 근처 là gì các bạn nhỉ? 근처. Gần. Lân cận gần, đúng rồi. Rồi, bây giờ các bạn xem phần hỏi thoại nha. Các bạn xem lại nè. Marika si, chibi odie isseoyo? Seoul 은행 앞에 있어요. Jessica si, chibun odie isseoyo? Seoul 마트 근처에 있어요. 그래요? 제 친구가 서울 마트 옆에 살아요. �ây giờ mời hai bạn đọc lại phần này giúp Trang. Xin mời bạn Lê Trần và bạn Huệ Phạm. Maria, chị về ở đây ít sao Chị đi ở kia ở Tôi đừng hẹn ở đây ít sao Kasi chip in chip chip in ở đây ít sao Tôi mà tôi cần cho em ít sao 그래요, 그래요. 제 친구가 서울마트 앞에 옆에, 살아요, 옆에. 살아요. Các bạn lưu ý, dập và ập nó khác nhau Yep. hoàn toàn nha. Ập là trước, dập là bên cạnh, ha. Kinh là lân cận, Yep. gần. Yep. Dập thế xa rồi. Rồi, mời bạn Vân và mời bạn Cường. Maria CCB 어디에 있어요? Cường đâu rồi? Dạ. Dạ, Seoul 은행 앞에 있어요. 제시카 씨 집은 어디에 있어요? 마트 큰 thấy rõ chữ 근처에 근처에 있어요. 그래요? 제 친구가 서운마트 앞에 살아요. 옆에 옆에 살아요. 옆에 살아요. Rồi, ok các bạn. Bây giờ các bạn thử nói nha. Các bạn có thể dựa vào nội dung này để mình phát biểu. Anh Cường ơi, nhà anh ở đâu? Nói sao? Nói bằng tiếng Hàn hay nói hỏi hay là mình Các trả bạn lời nói nhà tiếng mình ở đâu Hàn. à cô? Các bạn nói tiếng Hàn. Các bạn nói tiếng Hàn. Trang nói tiếng Việt. Nhà anh Cường ở đâu? Nhà anh Cường ở đâu? Nói sao đây? Cường xì. Chibi 회사에 앞에 있어요. 집이 어디에 있어요? 아, 자, 안 잘라. 집이 집이 어디 있어요? em trả lời câu hỏi bằng tiếng Hàn nào cô? Ừ, à, anh trả lời câu hỏi tiếng Hàn đi. Cường xì. Chibi 회사 앞에 있어요. Nè. Rồi, bây giờ anh hỏi bạn kế bên. Biết trả lời đâu coi. Hương Si, chị bị ở đây sao? Vân Si, chị bị ở đây sao? Không ai trả lời hả? Huệ Si, chị bị ở đây sao? Nhà bạn ở đâu? Có ở gần chỗ nào không?
Chợ. Ở chợ, đúng rồi, chợ là Suy Trăng. Suy Trăng. Ở cạnh hay trước hay ở sau? Trước. Trước là gì đây? Suy Trăng. Suy Suy Trăng ập. Suy Trăng ập gì? Suy Trăng ập. Ập ICFCO. Suy Trăng ập thế. ập Israel, đọc thế lại. ập thế ập Đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn Vân. Vân Si, Si Bi ở đi Israel. Chị mới trả lời mà. Vân, ủa chị Vân mới nói hả? Vậy bạn À. Lại. Vậy là bạn Lê Trần đi. Lê Trần, Si Bi ở đi Israel. Hèn cho em sao Ừ. Ủa các bạn nghe không vậy? Ở rồi thì yeah. Nghe không rõ ở nữa. đâu em? Ở đâu? Dạ bên cạnh ngân hàng Ơn em dập chị thế ơi. Israel. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy luyện nói. Xin chào cô, Yagi he boseo. Xin chào Irem. Xin chào Irem đây có nghĩa là tên của người bạn mình. Chip, chip là gì các bạn? Nhà. Hàn Quốc chingu là bạn hàng. Pumonim, bố mẹ. Bây giờ các bạn hãy giao tiếp với nhau nha. Xin mời hai bạn. Bạn bạn Hương Ngô và bạn Huệ. Hương Ngô, Huệ. Bạn학교에 근처에 있어요. 학교 근처에 있어요. 네. 어? 어? 야, 아이 어머 야. 아이 거 đá banh 나? 거 đá banh gì? 어, 엉 lắm em ơi. 한국 Ủa vậy là ai đọc vậy? Sao mình không không thấy đọc? Bạn Vân với lại bạn Hoài Phạm nha. Rồi đọc lại. Xì chắc tập trung là vào trang. Chào chị chip y ở đi ye isseoyo. Hát hát cô thân trời anh hát cụ anh hát cô hát kêu thân trời cúc chờ e Israel. Đúng rồi. cha ra si lên hát Hàn Quốc chín cu ca mana mana yo Anio Anio cho cô vô Đúng rồi. Omonim mình ở đây cái gì yo Mông 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 con rể Mông cô đấy. à, cà xê Đây là E nha. yo Kê xê kê Đúng rồi. xê Rồi bây giờ chúng ta phân tích từng đoạn. Cháu yêu xì chibi ở đây Israel. Câu này có nghĩa là gì các bạn? nhà của chị nhà của có đâu chị ở Ở đâu đâu? có Hakyo kinchoe Israel. Kinchoe. bên cạnh gần cái trường học Gần trường. Nằm ở gần trường. Cháu yêu xì Hàn Quốc chinh ngu ga mạng này ó. Mạng thà ở đây có nghĩa là nhiều. Mạng thà nhiều. Vậy có học có người ta hỏi gì đây? Chaya, cậu có nhiều nhiều gì không? nhiều bạn Hàn Quốc Bạn Hàn Quốc không? À nhiêu, chó coi không, chó ta là gì đây? Ít. ít À, không, ít lắm. Phụ huynh ở đây kể sao? Bố mẹ thì sống
ở đâu? Ở đâu? Buôn님, ở đâu đây ạ? À? Mông Cổ đây kìa thầy ạ. Mông Cổ. Mông Cổ. Ừ. Rồi bây giờ Trang sẽ hỏi các bạn nha. Bây giờ các bạn trả lời. Huệ Si. Hàn Quốc chi cho bạn này ạ? Cô đọc lại đi cô, em nghe không rõ cô. Hàn Quốc chi cô cả bạn này ạ? Hàn Quốc chu cô ca. Mình hỏi bạn có nhiều bạn hàng không? Giờ bạn muốn trả lời như thế nào? Anh nhiều. Chờ cơ yo. Rồi ok. 부모님은 어디에 계세요? Việt Nam에 계세요. Ok. Tiếp theo xin mời bạn Văn Nguyễn nha. Văn Nguyễn trả lời nè. 한국 친구가 많아요? 아니요. 아니요. 저거요. 정말 저거요. 저거요. 부모님은 어디에 계세요? 베트남에 mình trả lời là Việt Nam 가세요. Ok, đọc chữ E chứ đừng có đọc chữ A. 계세요. 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 Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua phần Việt Nam đọc hiểu. Bây giờ mỗi người đọc cho Trang một lần nha. Các bạn đọc đi, mình chỉnh sửa cho. Xin mời bạn Lê Trần. 근처에 미영씨 주방에 제 방도가 있어요. Khi bạn Lê Trần đọc, các bạn khác vui lòng tắt micro. Rồi đọc lại đi em. Em đọc tiếp theo hay sao cô? Đọc lại đi. Dạ. Uri chip kun cho e. Yap uk i yong si. Ma ma kết. Se. Bạn nào không đọc bạn nó tắt micro dần nha, tại vì nghe rất là ồn. Hương ơi, Hương tắt đi em. Thôi tắt micro em. Mà em tắt rồi. Nghe bị ồn lắm. Tắt lại, tắt micro lại. Rồi, rồi đọc tiếp đi em. Dạ. Xe thật xuống đó. Tiếp ập bê, giáp y xoayo, giáp phúc u rừng chúc, e nâng, mi yong si ri, u ri cô, em chúc, e nâng, chúc bò, ma, kết si, xoayo, chúc bông, kết, e nâng, kết thách, ca y. Không nghe. Xe thật xô cá. Isayo. Bây giờ mình phân tích này nha. Uri chip kun choi na. Kun choi là ở gần nhà của chúng tôi. Gần nhà của tôi. Dạ cuốc là gì ạ? Hiệu thuốc. Hiệu thuốc. Miyong shil là tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc. Supermarket là siêu thị. Cửa hàng tiện lợi. Xe thật xô cá. Isayo. Xe thạc xô ở đây là đâu đây? Tiệm giặt là. Tiệm giặt là, đúng rồi. Chip à phê dạ cù ghi y sao. Đáp là gì đây? Nhà ở trước trước nhà thì có hiệu thuốc. Trước nhà thì có dạ cù ghi y sao. Hiệu thuốc, đúng không?
약국 오른쪽에는 미용실이 있어요. 오른쪽. Bên phải hiệu thuốc thì có cái cửa hàng cắt tóc ạ. Đúng rồi. 그리고 왼쪽에는 슈퍼마켓이 있어요. Và bên trái cái cửa hàng tiện lợi. Có cái cửa hàng tiện lợi. Có cái siêu thị nhỏ. 슈퍼마켓 뒤에는 세탁소가 있어요. Gì đây? Ở phía đằng sau cửa hàng tiện lợi thì có cái cửa hàng giặt là. Có cửa hàng giặt là. Ok. Rồi bây giờ mình mời bạn Cường đọc lại em Trang. Dạ. 우리 집 근처에 약국, 미용실, 슈퍼마켓, 세탁소가 있어요. 집 앞에 약국이 있어요. 약국 오른쪽에는 미용실이 있어요. 그리고 왼쪽에는 슈퍼마켓이 있어요. 슈퍼마켓 뒤에는 세탁소가 있어요. 오케이. Rồi, xin mời bạn. Nãy bạn nào chưa đọc ta? Huệ Phạm. 우리 집 근처에 약국 미용실 근처에 근처에 약국 미용실 슈퍼마켓 세탁소가 있어요. 집 앞에 약국이 있어요. 약국 오른쪽에는 미용실이 있어요. 그리고 왼쪽에는 슈퍼마켓이 있어요. 슈퍼마켓 뒤에는 세탁소가 있어요. 오케이, 자, 방방. 우리 집 근처에 약국 미용실 슈퍼마켓 세탁소가 있어요. 집 앞에 약국이 있어요. 약국 오른쪽에는 미용실이 있어요. 그리고 왼쪽에는 슈퍼마켓이 있어요. 슈퍼마켓 뒤에는 세탁소가 있어요. Ok. Rồi. 약국은 어디에 있어요? Các bạn trả lời em Trang. 약국은 어디에 있어요? 약국에 있어요. 집 앞에 약국 있어요. 약국은 집 앞에 있어요. 동안 집 앞에 있어요. 슈퍼마켓은 어디에 있어요? 슈퍼마켓은 어디에 있어요? 슈퍼마켓이 있어요. 약국 오른쪽에 약국 bên phải hay bên trái? Bên phải hay bên trái hiệu thuốc này? Trái. Đúng rồi, vậy thì mình nói là Yakuk Kuroko Inchokin Yakuk Uerinchokin
슈퍼마켓이 있어요. 있어요. 그럼 라이. 슈퍼마켓은 약국 왼쪽에 있어요. 다시 사오래. 다행히 다랑 나와냐. 약국 오른쪽에는 미역실이 있어요. 그리고 왼쪽에는 슈퍼마켓이 있어요. 그게 라이 사오. 뭔 예 한냐. 다이 라 약국 나. 마 đây là bên phải là mình có Myeongsil. Myeongsil. Và người ta nói và ở bên trái thì có gì đây? Supermarket, đúng không? Supermarket. Đây là Yakult nè. Vậy tức là Yakult. Bên cho kế Isayo, đúng rồi nha. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu từ vựng sau đây. Đây là những cái nơi công cộng. Công viên. Công viên. Công viên là ở đâu ạ? Công viên. Công viên. Công viên. Ủa nhà nào bị ồn? Công trường. Công trường. Công trường. Công trường. Nhà máy, hay xà, công ty, công ty, bệnh viện là gì? Bệnh viện, bệnh viện, anh, các bạn nói tiếng Hàn đi, mình nói tiếng Việt cho, Pyeongwon, Pyeongwon, rồi tiệm cắt tóc, tiệm làm tóc, Myeongsil, đúng rồi, rồi, đây là gì đây? Tiệm giặt là xe taxi, xe taxi, chợ, chợ, xi chăng, xi chăng, quán cà phê, coffee shop, coffee shop, coffee shop, tiệm thuốc là coffee shop, giả cước, giả cước, rồi trường học là Hakyo, Hakyo, ok. Rồi, bây giờ mời bạn Vân đọc em Trang cái này đúng không hả? Bạn Vân yếu thì cho bạn Vân đọc nha. Xin chào, bắt đầu. Công quân. Công quân. Công tràn. Thuê xả. Công... Ông quân. Mi Yong Siêu. Xe cấp sổ. Xe cấp sổ. Xe chẳng. Copy Coffee gì cô? Coffee shop. Giang cục. Hát cô. Hát kiểu. Ok, xin mời bạn Cường. Công quân. Công trang. Về xa. Dương Quân, Mi Yong Xuyên, Xe Thác Sô, Xi Trang, Hợp Phi Sục, Giác Cục, Hắc Kiều. Ok, rồi bây giờ qua thằng này. Xin mời bạn Hỏa Phạm. Ai vậy? Ai vậy? Hắc Quân. Hắc Sư Club. Đúng rồi. Hèn sư khu lớp. Công hàng. Chun ít cúc quan ri Samoso. Chu Vin Center. Công hàng. Chi cha dốc. Chi ha chôn dốc. Sư Terminal. Trường Vũ Trang. Trường Vũ Trang. Rồi bây giờ mình phân tích lại. Hắc-won. Hắc-won là cái gì đây? Cái viện giáo dục. Hắc quần giống như là nơi mà để mình đi học thêm.
thì người ta gọi là học quần, học quần viện giáo dục. Em học đi chút rồi chứ. Đi ra cho bà ngoại đi. Thế. Trung tâm đào tạo cơ quan giáo dục. Rồi, health club là cái nơi câu lạc bộ để mình tập gym nha. Health club, câu lạc bộ tập gym. Quân Hằng. Quân Hằng ở đây là sân bay. Chủ nghiệp quốc quản lý Samuso. Chủ nghiệp quốc quản lý Samuso là gì đây ạ? Cục quản lý xuất nhập cảnh. Ừ, tại vì sao? Chu là xuất các bạn nhé. Chu là xuất nè. Nghiệp. Chu nghiệp thì mình sẽ phát âm là chủ nghiệp. Chủ nghiệp nói chữ R lên. Đây là xuất, đây là nhập nha. Nghiệp là nhập. Quốc cục quản lý Samuso. Văn phòng cục quản lý xuất nhập cảnh. Chủ đề quốc quản lý Samuso. Chu Minh Center. Chu Minh Center là gì đây ạ? Chu giống như là một cái ủy ban. Ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân dùng cho để mình đến đó rút hồ sơ. Ví dụ như rút hộ chiếu ông cũng vậy. Hộ khẩu hoặc là giấy khai sinh. Thì đó là con hàng. Con hàng. Bài. Khi chơi ở ga, ga xe lửa. Khi hai chơi giờ hay là ga, ồ, ga gì đây? Khi chơi tàu điện ngầm, ga tàu điện ngầm. Khi hai chơi là tàu điện ngầm, giật là ga. Bus terminal. Đây là bến xe. Biết. Trong như chăng hay là trạm dừng xe. Trong như chăng. Trong như chăng. Ok. Rồi, vậy thì cái phần từ vựng đi nè. Nếu các bạn rảnh á, các bạn viết ra tập soạn ra làm trang từ vựng nha. Từ vựng ra dùm trang. Bữa nay mình học tới đây các bạn có thắc mắc gì không? Cô, cái chữ chita chơ rô là nghĩa là gì cô? Chỗ nào em? Chi ha. Chi ha. Chi ha chơi giọt. Giọt ở đây là ga. Chi ha chơi ở đây là tàu điện ngầm. Chơi giọt. Ha tàu điện ngầm. Đúng rồi. Chi cha giọt. Chi cha giọt là tàu điện. Còn... À, phải. Chi khi cha giọt là ga tàu lửa. Ga tàu lửa. Dạ. Tàu lửa với lại tàu điện ngầm nó khác nhau. Dạ. Rồi, các bạn có thắc mắc gì nữa không ạ? Bài tập. Nếu mà các bạn rảnh, các bạn nên lấy sách ra viết lại những cái phần hội thoại hoặc là ghi âm, phát âm để mình sửa. Là các bạn điền bài điền nội dung vào trong sách của các bạn ha. Mới được các bạn à. Đây là những cái từ vựng mà các bạn cần phải luyện tập nhiều. Bạn nào thuộc rồi thì khỏi cũng được. Rồi, hôm nay mình học tới đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào ngày thứ 6. Chúng ta sẽ học bài 4 nha.